Rồi, giới thiệu nhanh về bảo mạch hai kênh ha, bảo mạch thế hệ mới ha. Đây, rồi có phần thế hệ mới đột công là đột phá là có phần EV5 ben chỉnh bát sâu súp luôn ha, thì bạn ơi cô chuyên nghiệp ha. Đây chống hú ha, chống hú xử lý một lần ha. Có khâu phát live stream ha. Đây Bluetooth LCD ha. Đây, ở đây mình sẽ test cái tiếng micro trước xem tiếng thì vợ có chuyên nghiệp hay không ha. Đây. Alo. 1 2 3 4 5 5 5 5 6 8 9. Vốn dĩ là thiên thần nhưng sao khi đến đây em lại làm điều ác.